Em chào các bác nhá. Hôm nay em lại có con 7,5 KVA dài 50 cũ của Sitanda mà hôm nọ em thu được của một chú ở huyện bên. Hôm nay em sang tận nơi em lắp cho chú ở huyện bên. Thì chú đấy vô tình xem được cái video về cái chiếc ổn áp Xmi của em nên chú đấy thấy hay quá chú đấy đổi sang. Đấy, nhà chú đấy đang dùng ổn áp nhá. Và chú đấy mua từ mới. Đây, từ lúc chú đấy đang làm nhà, chú đang sơn nhà thì vết sơn mía vẫn còn này. Giờ hình thức thì nó không còn được đẹp lắm nữa, nhưng mà bên trong thì vẫn còn ok và vẫn đang chạy là im du mượt mà. Thì tí nữa em sẽ thử điện và em quay bên trong nhé, 1 phút nữa em sẽ quay lại cái máy này nhé. Thế bây giờ em lại đi sang cái máy này để giới thiệu qua để tại sao nhà chú đấy lại đang có ổn áp mà phải đổi sang một chiếc ổn áp khác. Thì đây vẫn là một chiếc ổn áp và cũng có chức năng là như thế, chức năng kéo điện hoặc là tăng giảm điện tự động, nhưng mà ngoài ra nó là cách ly. Đây, nó là ổn áp cách ly nên là nó cách ly được đầu vào đầu ra, cách ly được điện lưới và điện nhà chúng ta. Đây là đồ gọi là, ý là có nghĩa là điện lưới và điện nhà chúng ta sinh hoạt nó không hề tách biệt nhau hoàn toàn, nó không hề thông nhau, nó cách ly nhau hoàn toàn nên là mình có sờ thẳng vào dây nữa nó không giật, hoặc là nó cách ly như thế thì lại chống được cái hay nó là chống sét lan truyền. Và mùa mưa sấm sấm chớp này thì dù có đêm chúng ta đang ngủ mà có sấm sét đánh thì chúng ta mà quên rút những đồ điện gì chẳng hạn như tủ lạnh, tivi thì cũng không phải lo, camera hoặc là chúng ta đi làm xa mà camera wifi và thứ thì không có lo bị sét đánh nhá. Từ ngày em bán cái máy này em lắp cho nhiều 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 bác rồi, thì các bác ấy, em có hỏi gọi lại hỏi thăm thì các bác bảo từ ngày đấy giờ không 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 thấy bị cái gì bị sét đánh hỏng cả, nên cái này rất hay, vừa là chống giật có nghĩa là mình sờ thẳng vào dây nữa không giật này, máy móc dò thẳng không giật này, mà vừa chống sét lan truyền rồi lọc nhiễu rồi chống quá áp điện áp cao nó tự ngắt. Đây bây giờ em sẽ test test sơ sơ qua cái chức năng chống giật của nó nhá, xong em sẽ quay lại cái máy kia nhá, bác nào biết rồi thì có thể là tua qua cũng được. Đây chức năng chống giật của nó chẳng hạn như đây, giờ em có cái bộ điện đây, mình đo xem nào, mình, đây bên này nhá, mình có sờ thẳng vào dây nữa nó không giật mà. Đây em chọc đỉnh ổ điện, em cứ ấy cái đỉnh này vào đây. Đấy, đinh này, đinh sắt đấy. Và cứ ấy chạm vào đây, không bị gì cả. Đây em cắm cái bóng sợi đốt vào cho các bác sẽ nhìn này. Và em thả cả cái, đây em té cả một tí nước xuống cái lèn này cho nó ướt này. Đấy, các bác thấy chưa? Mà vẫn cứ ấy vào cái đinh này. Đinh vẫn đang có điện đấy, cái bút điện đỏ này. Cái bóng điện nó lóa này. Đấy, không có gì an toàn cả. Bác ấy thích lắm, thích thứ nhất là an toàn. Nhà mà không may có máy móc gì bị giò, chẳng hạn như tủ lạnh giò này, bình nóng lạnh giò này, rất nhất là cái bình nóng lạnh chúng ta cứ tắm trong nhiều tắm một mình rất chi là nguy hiểm, bình nóng lạnh giò này hoặc là máy giặt giò, rồi là nồi cơm điện giò, nồi cơm điện giò này đấy, hoặc là trẻ con này nó không biết gì nên chọc đinh chọc kéo vào ổ điện đấy thì cũng rất chi là an toàn, không có sao cả. Em rút điện ra cho đỡ lóa nhá. Và nữa là đây đây là đằng trước em cắm đằng trước để em test nhá, chứ còn đằng ổ đằng trước thì vẫn là điện cách ly nhá. Đằng sau thì có những cái cọc tổng lớn đâu tổng gia đình này thì nó mới chịu được cọc cái ổ đằng trước này, chỉ chịu được công suất lớn thôi. Đây em giới thiệu sơ qua máy thì là máy của hàng công ty chính hãng này, mới 100% này, có QR là quét thông tin sản phẩm này, rồi là máy sử dụng 100% dây đồng, có bản cam kết này. Đấy, bản cam kết rồi hộp phiếu bảo hành, nói chung là máy mới tinh, bảo hành 3 năm từ ngày viết phiếu hoặc là 4 năm từ ngày kích hoạt bảo hành. À, hoặc là 4 năm từ ngày sản xuất. Các bác yên tâm nhé, máy mới hàng của công ty ổn áp biến áp Vinatana Việt Nam. Thế đây bây giờ lại quay lại cái máy này nó như thế nào nhá. Cho các bác biết là máy này về hình thức thì nó không được đẹp lắm đây. Nhưng mà bên trong máy thì rất rất chi là quá đẹp và cái quan trọng là nó còn nguyên bản. Một chủ sử dụng từ đầu. Còn zin đét luôn. Để em cắm vào cho các bác nhìn này. Đấy, chạy đấy, có cái vô cấp đấy. Vô cấp tăng giảm điện nhá. Bây giờ đang tăng điện này, thì nó quay về, giảm điện thì nó vớt này, nó kéo lùi lại nó vớt này. Đấy. Các bác nhìn thấy cái cuộn dây đồng còn sáng choang, quá đẹp. Các bác nói chung là một cái máy xấu mà bên bên ngoài xấu mà bên trong còn đẹp thế này thì hiếm gặp lắm. Em còn hiếm gặp nó chỉ được các bác đây. Mạch mống em quay đây nhá, mạch còn zin đét, mạch nguyên bản chưa sửa chữa gì. Mạch còn sáng sủa, chưa có ám ố gì cả bởi vì cái máy này nó chạy rất là êm ái nhẹ nhàng, cho mạch còn đẹp đây. Mạch nguyên bản rắc cắm rễ nguyên này, dây yếc này người ta vẫn còn nạt gọn gàng này. Rồi, chứ có bụi bẩn theo thời gian thôi. Đây, cơ yếc nguyên bản nói chung chưa sửa chữa gì, em cam kết là nguyên zin nhá. Không zin em tặng máy luôn cho các bác. Đây. Dây đồng dây yếc sáng choang này, đang chạy bình thường. Đây em tắt đi nhá.
tắt đi đấy, trở về này, bật lên, vớt điện này, đây, điện ra đây, điện ra 2.2 nhá. Còn cái này chúng ta phải dùng tải nó lên nhá. Đây, tại sao nó hình thức nó không đẹp? Hình thức nó không đẹp vì hình thức nó không đẹp nên là mua bán rẻ nhá. Bình thường người ta toàn bán xít xít 2 triệu đấy. Đấy là ở trên YouTube này, có nghĩa là các bác xem ở YouTube này là các bác đang có lợi thế, là các bác biết rằng mua hàng trên mạng nhá, trên không gian rộng lớn này thì sẽ có độ cạnh tranh hơn, thì người ta sẽ bán rẻ nhá. Còn các bác mà ra quán gần nhà chắc chắn máy này nó không có dưới 2 triệu đâu, phải trên 2 triệu đây. Hình thức thì bác nào không quan trọng hình thức thì cái này không vấn đề gì cả, các bác áp sát vào tường. Và đây vì chính vì nhà chủ là người ta ở dưới cái này, người ta để góc dưới bếp nhá, áp sát vào tường là tường nó bị ẩm ra, là chỗ này nó bị han mục. Hình thức hơi xấu thì em bán rẻ, em bán 1.650.000 đấy, rẻ hơn gọi là 250-300, rẻ hơn gọi là 300 so với những cái máy mà hình thức nó còn đẹp đấy. Nhưng mà máy hình thức còn đẹp nhưng chưa chắc đã đẹp bằng cái máy này đâu. Đẹp là đẹp bên trong này đấy, máy này bên ngoài nó còn xấu nhưng bên trong nó còn rất đẹp. Chứ nhiều máy bên ngoài thì về thợ người ta chuyên máy cũ, người ta tốt tát mông má, người ta xịt sơn nên nhìn nó bóng bẩy đẹp, nhưng mà bên trong thì nhìn trông nhăm nhốt, mặt than một yếc, nhìn trông nhăm nhốt. Đây mặt than có người còn phẳng lưu này, đi còn chạy êm ái này, cần than còn quét đi quét lại rất chi là ngọt ngào. Mà một tít đây đấy thì nghe tiếng xì xì còn có gọi là cái than nó quét cho đấy rồi, quặn còn quá đẹp mà nó còn zin đét luôn, chưa sửa chữa gì. Có nói chung thì em không phải chuyên về máy cũ nên có sao em bán vậy đây, thậm chí bẩn búng em trắng nâu mà em không mông má gì cả. Em bán thì em dọn kho, chứ em là chuyên bán máy mới chứ không bán máy cũ, nên em bán cái giá hợp lý. Em chuyên máy mới nha các bác nhá, đây chuyên nhà chỉ bán máy mới thôi, máy cũ là em hỗ trợ em mua lại của nhà các bác để em mua về xong lại bán hộ người ta thôi. Em chẳng lời lãi gì, em chỉ bán thu vốn thôi, nên là một cái bán cái giá rất chi hợp lý, 1.650.000 nhá. Bác là mua thì alo cho em nhá, sớm nhá, rồi là chốt, bác nào chốt trước thì em bán cho người đấy trước, chứ còn em không hứa là chờ bác nào cả. Rồi, cảm ơn các bác đã theo dõi video nhá. Em người có nhiều các loại máy nhá, máy mới thì máy 10, 15, 20, rồi máy 5 cái yếc cách ly nhá, chống xét an toàn, chống giật. Cái máy 7 cái này nó 6.8 rồi, đấy 6.8 mà cũng có thể lắp vào tổng gia đình nhá, nhà cũng có điều hòa nóng lạnh rồi là rồi không quạt quậy máy giặt các thứ đều có hết, là máy 7.5 kV, những gia đình cũng có đến cơ bản vừa là vẫn chạy ok nhá. Em nhắc lại là máy là 1.650.000 bao ship rồi nhá, bao ship toàn quốc luôn, cam kết zin không zin tặng máy. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video.